heo sống giá rẻ từ các nước lân cận đang có nguy cơ ồ ạt nhập khẩu vào Việt Nam. Rất nhiều con heo nặng tới 150kg được đưa qua biên giới tiến vào trong nước. Nhiều con heo bị kiệt sức nằm thoi thóp do ăn quá nhiều thức ăn có chứa chất tăng trọng, kháng sinh và chất tạo nạc sabutamol. Các thương lái bất chấp tất cả để nhập lậu lợn sống vào Việt Nam để kiếm lời. Nếu như cái đà này, nếu như chúng ta cứ nhập khẩu heo như thế này, thì người dân, chủ yếu là người chăn nuôi nhỏ lẻ, sẽ gặp vô vàn khó khăn. Thì nếu như mà chúng ta nhập khẩu heo mà không rõ nguồn gốc, dẫn đến vấn đề là lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào, thì dẫn đến ngành chăn nuôi sẽ gặp khó khăn, và theo tôi là gặp khó khăn rất lâu dài. Và cái này là dẫn đến là chăn nuôi không bền vững. Bây giờ đã có hiện tượng lợn từ các nước xung quanh, đặc biệt là Campuchia, từ các nước Tây Nam đã vào rồi. Thì rất là mong các cơ quan quản lý nhà nước chúng ta phải quan tâm đến cái vấn đề đấy, để chúng ta kiểm soát được cái vấn đề là xuất nhập khẩu, để giữ được cái thị trường cho người chăn nuôi trong nước, và hai nữa kiểm soát được dịch bệnh. Câu thị trường thì nếu như mà heo nhập khẩu lậu thì cái heo này là không rõ nguồn gốc, cho nên là dẫn đến là về Việt Nam thì người ta bán rất là rẻ, cho nên dẫn đến là người chăn nuôi Việt Nam gặp rất nhiều cái khó khăn. Trong màn đêm tối ken đặc, những phương tiện vận chuyển heo sống qua biên giới phía Tây Nam ồ ạt diễn ra. Các thương lái vận chuyển lợn bằng rất nhiều cách khác nhau, từ ô tô, xe tải, tàu, xuồng và cả những ghe thuyền nhỏ cũng được đưa vào chở lợn qua sông. Hàng nghìn con heo được đưa qua sông, thậm chí phải lội buồm. Sau đó, heo được lùa về các chuồng trại tạm bợ để chờ mang đi tiêu thụ. Những con heo sau khi bị vận chuyển đường dài thì chúng kiệt sức, nằm lăn ra ngủ. Sáng ra, heo được rửa sạch và mang đi tiêu thụ. Hệ lụy lớn nhất mà ngành chăn nuôi đang phải hứng chịu mà cái heo nhập lậu này có hai cái hệ lụy. Hệ lụy đầu tiên và hệ lụy này là hệ lụy mang tính chất là lâu dài, tức là cái vấn đề về dịch bệnh. Khi mà đã dịch bệnh tràn vào, đặc biệt là dịch bệnh tả châu Phi thì nó ảnh hưởng rất lớn đến ngành chăn nuôi Việt Nam. Cái hệ lụy thứ hai mà người chăn nuôi đang phải hứng chịu đó là cái giá. Cái giá hiện nay thì heo nhập khẩu về không rõ nguồn gốc. Vì không rõ nguồn gốc cho nên là cái giá người ta rất là rẻ, cho nên là dẫn đến là người dân chăn nuôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Khi mà phát hiện ra khi ra nhập lậu ở một số tỉnh phía Nam thì bộ đã có công điện chỉ đạo, và từ hôm đó đến nay thì hiệu được hiệu quả đã thấy rõ. Cái việc mà chúng ta biết rồi là cái đường biên giới rất dài, nhưng nếu không có quản lý chặt chẽ, một là sản phẩm, hai dịch bệnh. Trong vừa rồi là với cái đường biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan là chúng ta làm rất chặt chẽ hôm trước, trực tiếp bộ đã chủ trì một hội nghị về cái xuất nhập khẩu quản lý thế nào để chúng ta đảm bảo được cái nguồn nhập vào theo đúng tinh thần quy định của các nước với Việt Nam. Theo các thương lái và người dân cho biết, lợn sống nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước lân cận có trọng lượng rất lớn, trung bình mỗi con nặng từ 120 đến 150 kg. Trong đó có cả lợn nái thải loại nặng tới 300 kg một con. Giá bán của loại lợn này rất rẻ, chỉ vào khoảng từ 46 đến 50 nghìn đồng một kg. Và đáng lo nhất là chất lượng thịt lợn sống nhập khẩu lậu vào Việt Nam rất đáng báo động, do tồn dư quá nhiều hóa chất độc hại. Là cái lượng mà nhập về còn sống ấy, chúng ta không kiểm soát được. Và nó đưa về làm cái nguồn thực phẩm, đó là ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Thực phẩm không an toàn. Đặc biệt người ta vỗ biếu đưa chất sanbutamol vào. Mà sanbutamol nó lắng động ruột thịt, mà chúng ta có phát hiện được không? Không phát hiện được. Người dân cứ tung ra thị trường, người dân ta mua ăn thì sẽ gây bệnh cho người ta. Nhưng mà nhiều nhất hiện nay vẫn nhập khẩu lậu là một, qua đường bộ là nhiều. Mà qua đường bộ ấy là chúng ta không kiểm soát được, đặc biệt là không kiểm soát được dịch bệnh. Đấy là cái nguy cơ mà chúng tôi đã có công văn gửi cục thú y, gửi cục chăn nuôi về cái chuyện này. Bởi vì cái nguy cơ dịch bệnh theo cái đàn vật nuôi là rất lớn, ảnh hưởng đến trong nước. Cái thứ hai nữa là cái lượng nhập về ấy là sẽ ảnh hưởng lớn, là ảnh hưởng đến mức tiêu thụ của người chăn nuôi nước, phải không ạ? Vì người chăn nuôi người ta đầu tư rất là lớn, mà lớn như vậy đấy mà chúng ta không tiêu thụ được thì giá cả nó bao xuống. Cái nhập khẩu của Việt Nam trong thời gian vừa qua tăng quá nhanh, và do cái việc mở cửa cả biên giới nữa, cho nên là cũng ảnh hưởng đến các cái nguồn vào nguồn cung quá lớn, ảnh hưởng đến cái người chăn nuôi ở Việt Nam.
ra thì nhập khẩu thì thời gian vừa rồi nó có hai, thứ nhất là nhập khẩu cái con vật qua cái đường biển này, nhập khẩu những cái sản phẩm đông lạnh, chính là từ thời gian vừa rồi là có nhập khẩu để thực ra là khi mà ảnh hưởng đến người chăn nuôi thì cũng là cũng gián tiếp ảnh hưởng đến người Việt Nam, vì cái khi mà nhập khẩu vào thứ nhất là có cái số lượng nó vào, mà cái nữa là cái giá cả cũng bị ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam, mà cái lo lắng của chúng tôi là vấn đề dịch bệnh là từ nước ngoài, đó là nhập khẩu các cái lợn sống về nó gây ra một cái tổn thất vô cùng lớn cho người chăn nuôi, đặc biệt đối với ngành chăn nuôi lợn của chúng ta.